nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động chăm lo quyền và lợi ích chính đáng cho đội viên thiếu nhi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình gặp mặt đại biểu trẻ em thành phố với chủ đề Lắng nghe trẻ em nói. Dự chương trình có ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Bình Triết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Chương trình được tổ chức tại Hội trường Hội đồng dân dân thành phố Đà Nẵng với sự tham gia của 120 đại biểu trẻ em tại các quận huyện. Đại biểu trẻ em đại diện thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố. Tại chương trình, các đại biểu trẻ em được khuyến khích trao đổi các ý kiến, kiến nghị về những vấn đề các em quan tâm, đề xuất những hoạt động chương trình tham gia cải thiện các điều kiện sống và phát triển của trẻ em trên địa bàn thành phố các ý kiến kiến nghị đề xuất của các em sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ban ngành hội đoàn thể cấp thành phố trao đổi phản hồi theo đúng chức năng nhiệm vụ trong công tác chăm lo hỗ trợ và giáo dục trẻ em hoạt động gặp mặt trẻ em diễn ra sáng nay không chỉ thể hiện trách nhiệm của toàn xã hội trong tháng hành động vì trẻ em mà còn nhằm cụ thể hóa chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em và các vấn đề trẻ em đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt cũng như góp phần triển khai hiệu quả dự án xây dựng thành phố đà nẵng an toàn thân thiện với trẻ em